Xin chào cả nhà. Hôm nay, mình rất hào hứng chia sẻ một bí quyết giúp cây trồng của bạn khỏe mạnh và chống chọi sâu bệnh hiệu quả. Đó chính là Vino Roots. Vino Roots đang là sản phẩm được rất nhiều bà con nông dân tin dùng đấy. Vậy Vino Roots là gì nhỉ? Đây là một loại phân bón đặc biệt, giống như thần dược cho cây trồng vậy. Trong Vino Roots có chứa hàng triệu vi sinh vật bé xíu cực kỳ có lợi. Chúng giúp đặt tơi xốp hơn, rễ cây bám chắc và khỏe mạnh hơn. Không chỉ vậy, những anh bạn nhỏ này còn giúp cây hấp thu dinh dưỡng từ đạt tốt hơn, như kiểu tiếp thêm năng lượng cho cây, giúp cây chống chọi lại các loại bệnh tật. Sử dụng Vino Roots cũng siêu dễ luôn. Bạn chỉ cần pha Vino Roots với nước theo hướng dẫn, sau đó tưới đều quanh gốc cây là được. Mỗi tháng tưới một lần là đủ để cây sung sức rồi. Vino Roots không chỉ giúp cây khỏe mạnh mà còn giúp cây phát triển tốt hơn, cho năng suất cao hơn nữa đấy. Nhiều bà con đã dùng thử và thấy được sự khác biệt rõ rệt chỉ sau vài tuần sử dụng thôi. Nếu bạn cũng muốn vườn cây nhà mình xanh tốt, khỏe mạnh, hãy dùng thử Vino Roots nhé. Đừng quên truy cập Dollar Plant để tìm hiểu thêm thông tin và đặt mua sản phẩm nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hữu ích, hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem thêm nhiều thông tin bổ ích khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.